Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, ngày 12 tháng 7 năm 2021. Con đây vẫn tin vào lòng thương xót, cho dù đời gặp bao sóng gió, cho dù đời gặp bao nguy khó. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 15 thường niên, ngày 12 tháng 7 năm 2021. Chào anh chị em và chúc anh chị em một tuần lễ mới bình an. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và cũng là ngày thứ tư trong những ngày giãn cách xã hội. Chúng ta cứ gọi là trong hai tuần tĩnh tâm và tĩnh dưỡng, được không? Để mình vui, lạc quan, tích cực. Và như vậy thì kẻ thù vô hình là virus corona không có cửa mà vô đâu. Còn nếu không anh chị em ngồi đó mà than thân trách phận, ngồi đó mà than vắn thở dài thì mình đóng cửa chặt, nhưng mà mình lại vô tình mở cửa. Anh virus ơi, mời anh vào nhà em chơi. Tiêu rồi. Nhớ nha. Lạc quan, yêu đời, tích cực. Và vũ khí đó là cầu nguyện với lời Chúa, rước lễ thiêng liêng. Và hai vũ khí, một chuỗi mân côi, một chuỗi lòng thương xót Chúa, đừng bao giờ quên. Ngày thứ hai chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhất là những người bị nhiễm virus corona mà đã qua đời. Xin Chúa đưa những người thân yêu của chúng ta về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 15 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Xuất Hành, chương 1 câu 8 đến chương 14 câu 22. Bài trích sách Xuất Hành. Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập. Vua này không biết ông Giuse. Vua nói với dân mình: Này, đám dân con cái Israel đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ. Người ta bèn đặt lên đầu họ những viên đốc công để hành hạ họ bằng những việc khổ sai. Họ phải xây cho Pharaoh các thành làm kho lương thực là Pithom và Ramses. Nhưng chúng càng hành hạ họ thì họ càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Israel. Người Ai Cập cưỡng bách con cái Israel lao động cực nhọc. Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc, phải trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm. Pharaoh ra lệnh cho toàn dân của mình: Mọi con trai Hibri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin, mọi con gái thì để cho sống. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng: Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hắn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Hắn là nước đã quân ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ. Hắn là nước quần quận đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. Xin chúc tụng Chúa đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh thu dữ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy, lưới răng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Hallelujah, hallelujah.
Phục thay ai bị bách hại vì sông công trinh, vì nước trời là của họ. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Matthêu 10 34 đến 11 câu 1. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy Thầy đến để gây chia rẽ với con trai với cha, với con gái với mẹ, với con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tuần trước chúng ta vừa mới nghe câu chuyện rất là thú vị về chuyện ông Giuse bị anh em bán sang Ai Cập. Rồi ở Ai Cập, sau khi ba chìm bảy nổi 19 cái lênh đênh, thì ông được làm tể tướng Ai Cập. Rồi các anh em mới qua bên Ai Cập vì nạn đói, và ông ấy cung cấp lương thực cho tất cả. Rồi sau cùng thì ông yêu cha của mình là Jacob đưa hết tất cả anh em cháu chắt chít gì đó, đưa hết tất cả qua bên Ai Cập mà sống vì nạn đói thứ 7 năm. Mà ông làm tể tướng cho nên ông cung cấp nhà cửa đất đai ruộng vườn cho tất cả anh em con cháu chắt của mình. Đó, chương trình của Chúa đến đó. Mọi sự tới đó tưởng là ngon, yên ổn, yên bề gia thất. Không, đi theo Chúa không có yên bề gia thất. Lúc nào cũng quấy động, lúc nào cũng phải luôn luôn sẵn sàng. Chúa bảo hãy tỉnh thức, cầu nguyện và tỉnh thức, vì không biết ngày nào giờ nào con người đến. Mà khi Chúa đến mình không biết là đường lối của Chúa như thế nào, chứ phải tỉnh thức để có cái đường lối Chúa như thế nào. Khi mà con cái của Jacob, anh em Giuse ngon lành lắm rồi, những tưởng vậy là coi như amen, tắt đèn đi ngủ được rồi. Nhưng mà không, cuộc đời nó không như thế. Khi vua mới lên, vua Ai Cập lên, Pharaoh, vua mới lên thì không biết Giuse là ai. Ông Giuse là của ông vua trước, ông sử dụng. Bây giờ tôi lên, tôi phải thay toàn bộ. Giống như là thủ tướng lên thì thay toàn bộ nội các, có bộ trưởng mới, những người mà mình tin tưởng, mà những người mình biết, những người mà mình dùng được thì mình mới cho họ vào trong thành phần của nội các là các bộ trưởng mới làm việc được. Tôi mới lên tôi biết ông Giuse là ai, mà ông lại là người Do Thái nữa, thì là người ngoại quốc. Thôi, không xài. Cho nên người mà khôn thì khi mà họ lên họ lãnh đạo một công ty, một vị trí nào đó ở ngoài đời cũng như trong đạo, thì thường họ phải làm ngay từ đầu là tìm những người cộng tác. Thí dụ như là thủ tướng thì chọn hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng của mình. Còn những người đứng đầu thì chọn những ban cố vấn của mình, chọn những người mà mình biết, mình tin, mình hiểu. Biết, tin và hiểu
rồi họ có năng lực, mình sử dụng họ, mà nên thay ngay từ đầu để bắt đầu một cái triều đại mới, bình mới, rượu mới, mà cái bầu da cũ, mà rượu mới mà rót vô cái bầu da cũ nó sẽ bể toang ra. Những người này thuộc thế hệ trước chế độ cũ, mà bây giờ một thế hệ mới, một triều đại mới rồi thì phải có anh con người mới, có cái nhìn mới, cái suy nghĩ mới, và nhất là nó thuộc cùng cái ekip với mình dễ làm việc hơn. Còn bây giờ cứ xài những người cũ, vì mình muốn đưa một cái ý kiến gì mới, ông lại bảo nhưng mà hồi xưa vẫn như thế này. Thì nếu mà bảo bầu thì nguyên cái ekip cũ nó sẽ bầu, nó sẽ bỏ phiếu, thì mình có một phiếu mà sao mà thắng nổi. Cho nên những người mà họ muốn mà lãnh đạo cho nó tốt, muốn tổ chức điều hành cái công ty hoặc là bất cứ một tổ chức nào mới mà họ lãnh trách nhiệm, họ là người đứng đầu, thì phải kiếm người cộng tác mới phù hợp với mình biết họ, họ biết mình tin tưởng họ, họ tin tưởng mình, và những người đó phải có năng lực, có sáng tạo. Còn cũ quá rồi, lớn quá rồi, gọi là sống lâu lên lão làng thôi, chứ còn nhiều khi cũng đâu có khả năng gì bao nhiêu. Hoặc là nếu có khả năng thì nó cũng tàn phai theo năm tháng. Quy luật của thời gian mà, quy luật đào thải mà, đúng không? Làm sao mà cứ giữ lại mãi được? Sư còn trẻ tôi khỏe lắm mà, bây giờ thì thua rồi. Không thể được, không thể nhanh nhẹn như những thanh niên 20 tuổi được. Cái suy nghĩ nó cũng chậm, rồi cái phản ứng nó cũng chậm, mọi cái nó chậm. Và có khi nó không theo kịp cái đà tiến bộ của ngày hôm nay. Cho nên nếu mình để lâu á, khó thay đổi lắm. Họ đã bén rễ rồi, bây giờ mình để thời gian nữa rễ nó cắm sâu nữa, rồi nhổ lên là mệt lắm, có đúng không? Cây mà phải thấy như vậy thì thay luôn đi, nhổ luôn. Còn để mà bám rễ vô là cạy cỏ như mệt lắm. Những con người cũng vậy, người mà họ muốn bám trụ mà chẳng ai muốn bỏ cái vị trí họ đang có. Cho nên là mình đến bứng hết, thay đổi hết. Nhân sự mới, cách thức làm việc mới, tư tưởng mới, tư duy mới, đường lối mới. Rượu mới mà cứ đổ cái bình da cũ sao mà khá được. Chỉ có phí cái rượu đi, cái bình toang ra thì rượu đổ đi. Cái mình cũng chẳng dám trách pha rau khi không dùng du xe. Nhưng mà cái đó cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa hết. Tuần này chúng ta theo dõi câu chuyện của Môi-se, một nhân vật cũng khá nổi tiếng. Tuần trước chúng ta coi chuyện của Giuse phải không? Tuần này có chuyện của Môi-se. Vì như thế này mới xuất hiện nhân vật Môi-se. Một Chúa đưa dân vào Ai Cập, rồi Chúa cũng đưa dân từ Ai Cập về đất hứa. Mà lý do họ đưa ra khỏi vì Pharaoh là người khôn ngoan chứ. Ông cũng nhìn xa trông rộng chứ. Ông nói thế này này. Cái đám con gái Israel nó đông đúc và nó bắt đầu nó hùng mạnh hơn chúng ta rồi. Chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó. Đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta rồi nó ra khỏi xứ. Mình mất hết cả chị lẫn trai. Cho nên họ muốn giữ dân Do Thái ở xứ của họ, nhưng dưới quyền kiểm soát của họ. Bằng cách nào? Bằng cách là dùng sức lao động của họ như là những người phục vụ không công, bắt phải đi làm những việc khổ sai, xây những kho lương thực, rồi thì vừa bắt làm vừa hành hạ, làm cho đời sống nó cay đắng, lao động cực nhọc, trộn hồ làm gạch, làm đủ thứ công việc đồng áng. Tóm lại tất cả những việc lao động cực nhọc thì người Ai Cập đều cưỡng bách những người Do Thái phải làm. Ngon không? Ngon chứ. Thì không tự nhiên có đám mà nô lệ miễn phí, có đám mà phục vụ miễn phí mà mình hành hạ họ. Mà ghê gớm hơn nữa là gì? Pharaoh ra lệnh cho toàn dân của mình là mọi con trai của người Do Thái đó sinh ra thì phải ném xuống sông Nin, con gái thì để cho sống. Tại sao? Tại vì họ muốn triệt
sự sinh sản càng hành hạ bao nhiêu, càng khổ nhọc bao nhiêu thì Chúa lại càng cho người Do Thái sinh sôi nảy nở nhiều bấy nhiêu. Đó là điều mà vua Pharaoh chịu không được. Vì nó càng càng đông thì nó mạnh, đông nó mạnh thì có thể khi địch đến nó đánh mình rồi nó bỏ nó chạy. Vì thế mà một phần là hành hạ họ, cho họ bớt sinh sản đi. Mà càng hành hạ họ bao nhiêu, Chúa, thử có mày làm được không? Mình muốn hành hạ họ để giảm bớt sức lao động, để giảm bớt sự sinh sản của họ bằng việc họ khó nhọc quá rồi, làm sao mà sinh con cái hành chi cho nó khổ. Nhưng mà Chúa làm ngược lại, càng hành hạ họ, càng làm cho họ vất vả khổ cực bao nhiêu thì Chúa lại càng cho họ được sinh con nhiều bấy nhiêu. Pharaoh hoảng. Vì bằng cách nào? Sinh con trai ra ném xuống sông cho chết hết, không cho thằng con trai nào sống. Không có con trai thì lấy gì mà truyền nòi giống, con gái thì để cho sống. Một thời ở bên Trung Quốc họ làm ngược lại, con gái thì bóp mũi, con trai để cho sống. Gọi là cái quan niệm gọi là trọng nam khinh nữ. Tại vì đối với họ gọi là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một thằng con trai cũng kể là có, mà 10 đứa con gái cũng kể bằng không. Cho nên là trọng nam khinh nữ. Gái sinh ra bóng mũi chết để trai sống. Tới bây giờ thì nó bị mất cân bằng, lệch. Là trai Trung Quốc nhiều quá, nữ bị bóp mũi chết rồi nó hiếm. Cho nên mấy ông con trai, đàn ông con trai Trung Quốc không kiếm được vợ ở đất nước của mình nữa. Hiếm, hàng hiếm, nữ thành hàng hiếm. Mới chạy sang nước ngoài, có tiền là chạy sang nước ngoài đi lấy vợ bên nước ngoài là như vậy. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là con người đừng có xen vào. Chúa dựng nên có nam và có nữ thì Ngài biết cân bằng như thế nào. Con người cứ xen vào làm nó, cái cán cân nó bị lệch đi. Không được. Cũng giống như là Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ thiên nhiên này, cái nào nó vào cái đó hết rồi. Tại vì Ngài dựng nên Ngài đó là mọi sự là tốt đẹp. Và dựng nên con người thì thấy rằng là rất tốt đẹp mà. Nhưng mà con người xen vào làm cho những cái tốt đẹp và rất tốt đẹp của Chúa nó bị méo mó hết trơn. Núi người ta đang có đi phá núi ra. Rừng người ta có thì chặt chỉ vì lòng tham, chặt gỗ, chặt rừng, chặt cây để bán gỗ, phá núi để bán đá. Cuối cùng nó mất cân bằng sinh thái, cái vũ trụ bị, thiên nhiên bị hủy, cho nên là nó quay lại, nó chống lại con người. Mới có lũ lụt, mới có gì đó, những cái trận mà nước đó, từ trên núi nó đổ xuống, lũ lụt đủ mọi thứ. Cho nên con người ta phải tuân theo quy luật của Thiên Chúa. Ngay virus corona này cũng vậy, có khi của bàn tay của con người nó xen vào phá hoại, phá hủy. Thiên Chúa chắc chắn Chúa không dựng nên virus corona bao giờ cả. Mà khi người ta muốn làm bá chủ, giống như Pharaoh muốn làm bá chủ thì giết con trai để con gái của Do Thái lại. Bây giờ có khi có những người muốn mộng làm bá chủ, làm chúa tể vũ trụ này, cho nên là mới thầy virus corona làm vũ khí vô hình, vũ khí sinh học, làm những nước khác hoảng sợ để mình có thời cơ mình làm vũ khí, mình đi chiếm đất, chiếm đảo, chiếm đất, chiếm biển, đủ thứ hết. Thế chứ mình không biết được. Vì thế mình cầu nguyện để xin Chúa cho con người biết tuân phục Thiên Chúa, tôn trọng trật tự của thiên nhiên, tôn trọng những gì mà Đấng tạo hóa đã dựng nên. Và nếu như vậy thì con người ta sống rất là bình an, phải không? Rất là hài hòa. Khi mà con người tuân theo Thiên Chúa thì cái vũ trụ nó tuân theo con người. Tại vì Thiên Chúa cho con người làm chủ trái đất và vũ trụ này mà, bá chủ mà. Nhưng mà vì con người không tuân theo Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho cái trái đất này, cho cái thiên nhiên này nó quật lại con người. Mình cầu nguyện xin Chúa cho mọi người trên thế gian này biết
quy phục Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi là đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này, và yêu thương, dựng nên vì yêu thương mà bây giờ có những cái chuyện nó xảy ra, con người làm cho nó trật tự, nó bị rối tung đủ thứ lên, thì Thiên Chúa cũng vẫn cứ yêu thương con người, mong muốn cho con người mai mà càng sớm càng tốt quay về với lòng thương xót của Chúa để được cứu. Rồi từ cái lệnh của Pharaoh này, giết con trai, nó sẽ đưa đến một nhân vật rất là thú vị chúng ta theo dõi trong ngày mai ngày mốt, đó là ông gì? Phải mở sách coi thử cái ông gì. Chúa nói một cái câu mà hôm nay đọc chắc anh em nghe thấy nó sốc. Nghe nó giống như người Do Thái bảo, lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Khi Chúa Giêsu nói về bánh hàng sống, còn đây nói về sự bình an. Khi Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng, anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Vậy nghĩa là sao? Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Thiên Chúa đến, ánh sáng đến, thì người ta phải lựa chọn bóng tối hay ánh sáng. Những người sống trong bóng tối, bước ra ánh sáng thì họ được hưởng phúc của ánh sáng. Nhưng mà những người không có chịu, rồi quen sống trong bóng tối, rồi giờ mở mắt ra nó chói mắt lắm, cho nên họ không chịu. Và vì họ không chịu ánh sáng tới, cho nên những người mà bước ra ánh sáng thì nắm cổ họ lôi lại, cho nên xảy ra cuộc chiến trong gia đình. Ông chồng đi lòng thương xót Chúa, bà vợ không thích, thấy ông chồng cứ đi hoài không chịu nhà lo làm ăn, cãi nhau không, xích mích không, bất hòa không, chia rẽ không. Đó, ý là như vậy đó. Mà dĩ nhiên ông chồng bảo tôi đã chu toàn việc nhà rồi thì phải dấn thân để làm việc tông đồ, chứ không phải cứ chỉ có lo cơm nước với là lo kiếm tiền hoài. Không phải chỉ có đời này còn đủ hay lo đời sau nữa chứ. Hữu bảo tôi không cần biết, vì có tiền mua tiện được, ông nói gì nói, nhà lo làm kiếm tiền cho tôi. Thì với tôi đồng đi đấy, toàn đi kiếm tiền, chẳng lễ lại, chẳng kinh sách gì cả. Ông chồng bảo không được, tới giờ rồi về đọc kinh lòng thương xót Chúa. Giờ nay mà kinh với kệ gì, đếm tiền chưa xong rồi. Chủ nhật nghỉ đi lễ em, vừa rồi đi lễ lẹ lẹ rồi còn đi ra cửa hàng, hôm nay bán đắt hàng. Cứ như thế, một người thích tiền, một người thích Chúa. Con người không thể làm tôi hai chủ, hoặc là mến chủ này ghét chủ nọ, hoặc yêu chủ này ghét chủ kia. Con người không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Nếu trong nhà bà vợ thích tiền mà ông chồng chọn Chúa, thế nào cũng xảy ra chia rẽ. Chúa nói là như vậy. Ý của Chúa rằng ta đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo, là vì sự chia rẽ khi người ta lựa chọn Chúa và lựa chọn thế gian, lựa chọn bóng tối và ánh sáng, thì chắc chắn có sự mâu thuẫn, có sự bất đồng, và đó là sự chia rẽ của người ta phải lựa chọn. Cho nên anh chị em thấy gia đình nào mà cả hai vợ chồng cùng quy phục Chúa, cùng đón nhận lòng thương xót Chúa, gia đình đó hạnh phúc, bình an, quý lắm, hiếm lắm thưa anh chị em. Hoặc là ngược lại, ông chồng thì suốt ngày cứ rượu chè, bà vợ thì đọc kinh. Đi mua rượu cho tôi này, kinh sĩ nữa. Em còn phải đi chuẩn bị thắp nến Đức Mẹ, nên bây giờ cái gì rượu nên. Thế là xảy ra chuyện cãi nhau. Không mua cho ông là ông đập bàn, đập ghế, đập đủ thứ. Mà mua xong ông uống rồi ông ấy cũng đập. Khổ thế. Không mua thì đập vì bảo là không có cho rượu cho tao uống. Mà mua xong uống rồi cũng đập vì uống rồi ông say, ông chẳng biết gì nữa. Có không? Thưa anh chị em, nói như vậy đấy. Và còn nhiều lắm, nhiều lắm. Ngay cả khi đi vào trong lòng thương xót Chúa nữa, mà những người trong cộng đồng thương xót Chúa cũng chỉ rẽ, mâu thuẫn, bất hòa. Người thì bảo là phải tổ chức, là phải có quy củ, phải có hình thức bên ngoài. Chị thì thích cũng như phải mặc áo, đồng phục, rồi phải có phù hiệu, rồi phải tuyên hứa, rồi phải có cờ. Còn nhóm thì
mình sống đời sống nội tâm nhiều đi. Chính chú trọng hình thức là cái gì? Tuyên hứa với lại cờ quạt với rước sách gì mà đời sống cầu nguyện không có, rồi mình sống không có bác ái, rồi về nhà vợ chồng không có hòa thuận với nhau thì cờ quạt rước sách làm cái gì? Mới là gây chia rẽ, đúng không? Đó, cái bình an của Chúa đến với con người thiện tâm. Vì danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Những người có lòng thành, lòng thiện đón Chúa thì có sự hòa bình. Còn người thì thiện tâm, người thì ác tâm, kẻ thì dã tâm thì chắc chắn phải có sự mâu thuẫn, chia rẽ, bất đồng, bất hòa. Và con người ta phải lựa chọn. Con người ta phải có sự lựa chọn. Lựa chọn là ai yêu cha mẹ hơn thầy, không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy, không xứng đáng với thầy. Đó, phải có sự lựa chọn. Ví dụ như là tôi đi tu chẳng hạn, gia đình tôi có một mình tôi con trai, bố mẹ tôi nói tùy, nếu mà đi được thì đi, không đi được thì về. Ta không ép, mà ta cũng không có muốn phải đi để được lòng bà cố, không, không cần. Nếu mà lựa chọn, quyết định đi thì đi. Nhưng mà nếu mà đi tu không được thì cứ đi về, đừng có cố, đừng có ráng làm gì cho nó mệt. Thì nếu mà tôi nặng tình với gia đình thì tôi ở nhà để hiếu với bố mẹ. Nhưng mà nếu mà muốn đi theo Chúa rồi thì phải chọn Chúa hơn chọn bố mẹ mình, là như vậy đó. Yêu cha yêu mẹ hơn thì không xứng đáng. Tức là vẫn yêu cha yêu mẹ, chứ không phải bảo là như vậy thì những người mà đi tu là bỏ cha bỏ mẹ, tức là ghét cha ghét mẹ. Không phải. Anh chị em phân biệt nha. Vẫn có trách nhiệm bổn phận với cha mẹ, nhưng Chúa Giêsu bảo với lại ông Thánh Giuse với Đức Mẹ, cha mẹ tìm con làm gì, không biết con phải lo việc cho cha con hay sao? Không phải Chúa Giêsu bất hiếu với cha mẹ của mình là Thánh Giuse Đức Mẹ đâu, nhưng mà việc của cha quan trọng hơn thì phải lo trước. Nhưng vẫn đi về để phục tùng cha mẹ ở Nazareth cho đến năm 30 tuổi mới đi ra hoạt động công khai rao giảng tin mừng mà. Cho nên anh chị em đôi khi mình phải lựa chọn Chúa trên hết đã. Mà khi lựa chọn Chúa trên hết rồi thì mình sẽ yêu mến cha mẹ mình đúng, mình sẽ yêu mến anh em mình đúng. Còn đôi khi mình nói mình yêu mến cha mẹ, yêu mến anh em, nhưng mà không lựa chọn Chúa thì sẽ gây ra bất hòa, chia rẽ. Nó là như vậy. Mà nếu mà đi theo Chúa đó, thì đừng tưởng rằng là mình sẽ được ngồi mát ăn bát vàng, mình sẽ được hưởng những lộc phú quý vân vân. Nhưng mà ai không vác thập giá mình mà theo thì không xứng đáng với ta. Đi theo Chúa là để vác thập giá mà đi theo Chúa, chứ không phải bỏ cha bỏ mẹ. Vậy thì con ngon rồi đôi Chúa, vậy thì Chúa cho mình ngồi xe hơi ở nhà lầu, không có đâu, là để đi vác thập giá. Và khi mình đi theo Chúa như vậy, mình nhận ra rằng Chúa nơi những người khác. Chúng ta thấy không? Chúa đâu có độc quyền bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh chị em rồi đi theo ta. Vậy thì Chúa là cái người mà tách rời khỏi cái thế giới nhân loại này để lập một băng đảng riêng, coi thường hết tất cả cha mẹ anh chị em, mà không, đi theo ta, vác thập giá theo ta, có nghĩa là chấp nhận, nhận ra ta nơi những người nghèo khổ, nghèo khó, mà nhận ra ta nơi cả cha mẹ của mình, anh chị em của mình, để yêu mến cha mẹ, yêu mến anh chị em không phải chỉ là chuyện ruột thịt máu mủ, nhưng trên hết còn nhận ra rằng đó là hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi phải yêu thương phục vụ. Cái điều nó vượt lên trên cả cái máu mủ tự nhiên. Cái dây liên kết là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau trong Chúa, là hình ảnh của Chúa, nó mạnh hơn nhiều với cái mối dây liên kết tự nhiên máu mủ ruột thịt. Cho nên không những tôi có cha có mẹ, nhưng mà bây giờ tôi còn biết bao nhiêu anh chị em khác trong lòng thương xót Chúa. Những anh chị em đang nghe chúng tôi chia sẻ lời Chúa đây, những anh chị em vẫn nhớ đến chúng tôi cầu nguyện đây, cho chúng tôi đây, và tôi cầu nguyện cho anh chị em đây, có phải là tôi bỏ cha bỏ mẹ tôi rồi tôi mất hết không? Không, mà tôi còn được gấp trăm. Chúa nói mà, được gấp trăm cùng với bách hại,
cùng với đau khổ, cùng với thử thách, đó là vác thập giá theo Chúa. Nhưng khi vác thập giá theo Chúa thì Chúa cũng cho tôi thấy rằng là khi tôi làm bất cứ điều gì cho người khác là tôi làm cho Chúa. Chúa không bắt tôi làm cái gì cho Chúa. Chúa không cần. Chúa quá đủ. Chúa là đấng toàn năng mà. Nhưng mà Chúa muốn tôi được hưởng hạnh phúc thì cứ làm cho những người khác là con làm cho ta. Vì yêu mến ta thì con yêu mến họ. Mà con muốn phục vụ ta thì con hãy phục vụ họ. Vì ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Cảm ơn Chúa đã cho những anh chị em chia sẻ với chúng con trong cơn đại dịch này, để chúng con có điều kiện đi thực hành lòng thương xót Chúa, đến chia sẻ cho những người không cơm ăn, thiếu lương thực trong vùng cách ly, trong vùng đại dịch, vì họ không thể ra ngoài, cũng không thể đi mua sắm lương thực được, không có công ăn việc làm, không có thu nhập. Xin Chúa cho có nhiều bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh trong cơn đại dịch này. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2021. Chúa đông ân trên tay con, mùa dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, mùa dấu đinh tay hứa. Chúa đông ân trên trăng con, mùa dấu chân ta, một dấu đinh chân hứa, một dấu cánh sơn
chuyện đạo, chuyện đời. Thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2021. Thánh Benedicto và Thánh Gioan Gobetto. Thưa anh chị em, ngày hôm qua Chủ nhật 11 tháng 7, Giáo hội Kinh Thánh Benedicto. Nhưng ngày Chủ nhật chúng tôi không có chuyên mục chuyện đạo, chuyện đời. Thay vào đó là điểm hẹn Chủ nhật cho giới trẻ. Vì thế hôm nay chúng tôi mời anh chị em cùng với chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của Thánh Benedicto kính vào ngày 11 tháng 7. Thánh Benedicto sinh năm 480 tại Nursia, nước Ý. Thánh nhân là con trai của một gia đình người Ý giàu có. Cuộc đời của Thánh Benedicto chứa đầy những chuyện ly kỳ và thú vị. Khi còn nhỏ, Benedicto tới Roma và học nơi các trường công cộng. Lúc trưởng thành, cậu cảm thấy phẫn nộ với nếp sống đồi bại của thành Roma ngoại đạo. Benedicto rời bỏ thành phố và đi tìm một nơi khả dĩ được ở một mình với Thiên Chúa. Và cậu đã tìm thấy một địa điểm tốt, đó là một cái hang ở trong núi Subiaco. Một đan sĩ tên là Romano đã dạy cho Benedicto học biết về đời sống của một ẩn sĩ và trao cho Benedicto một bộ tu phục. Mỗi ngày, Romano cũng đem đến cho Benedicto một ít thực phẩm. Benedicto đã trải qua 3 năm sống một mình ở trong núi. Ma quỷ thường hay cám dỗ cậu trở về quê nhà với đời sống tiện nghi và thoải mái. Tội gì, tội tình gì mà phải chui vào trong rừng sâu núi thẳm này, sống cô độc một mình, ăn kham ăn khổ. Hãy trở về với đời sống thường nhật, về với gia đình, đời sống đầy đủ những tiện nghi và sung sướng. Tại sao phải làm khổ mình làm gì, được ích lợi gì? Đó là những điều mà ma quỷ thường cám dỗ Benedicto. Tuy nhiên, thánh nhân đã vượt qua những cám dỗ này bằng việc cầu nguyện và đền tội. Một ngày kia, ma quỷ lại tiếp tục cám dỗ Benedicto nghĩ tưởng đến một phụ nữ xinh đẹp mà có lần Benedicto đã gặp ở thành phố Roma. Ma quỷ cố gắng làm cho Benedicto trở lại tìm bà ấy. Những hình ảnh trong đầu Benedicto diễn ra một phụ nữ trẻ đẹp, dễ thương, đầy sức quyến rũ và một chàng trai trẻ như Benedicto, tội tình gì mà không hưởng. Tại sao lại phải sống kham khổ, dằn vặt, độc thân như thế này, ngược với bản năng tự nhiên của con người? Hãy trở về Roma, tìm gặp người phụ nữ ấy. Và Benedicto là con một nhà giàu thì chắc chắn sẽ đủ sức mà thu hút và chinh phục người phụ nữ ấy. Benedicto dường như sắp nhượng bộ cơn cám dỗ này. Nhưng thay vào đó, để chiều theo những tư tưởng của mình, thì Benedicto đã sốt sắng cầu nguyện và đền tội nhiều hơn, hãm mình nhiều hơn. Từ đó trở đi, đời sống của Benedicto được bình an vì đã chiến thắng chính bản năng của mình, chiến thắng chính những đòi hỏi tự nhiên của con người mình về lạc thú, về xác thịt, về danh vọng, về giàu có, về sung sướng. Tất cả những cám dỗ ấy Benedicto đều đã trải qua và không còn cảm thấy những cám dỗ cuồng loạn như thế nữa. Sau 3 năm, người ta nhận biết Benedicto sống trong hang núi và họ bắt đầu kéo đến với Ngài. Họ muốn Ngài chỉ cho họ cách thức để nên thánh. Cũng có vài đan sĩ mà đan phụ của họ đã qua đời đến xin Benedicto làm linh hướng cho họ. Nhưng khi thánh nhân bắt họ làm việc đền tội thì họ lại bực tức
vì nó đi ngược với tính tự nhiên của họ. Người ta nói rằng thậm chí có lần chính những đan sĩ ấy đã tìm cách để đầu độc Benedicto. Thánh nhân đã làm dấu trên cái ly rượu vì họ bỏ thuốc độc vào ly rượu. Thánh nhân làm dấu trên ly rượu có thuốc độc và ly rượu đó đã vỡ tan ra từng mảnh. Benedicto thấy như vậy, quyết định rời bỏ các đan sĩ ấy và quay trở về hang động của mình. Từ đó, thánh nhân thiết lập thêm 12 đan viện nữa. Rồi Benedicto chạy từ núi Cassino, nơi thánh nhân xây cất một đan viện rất danh tiếng. Chính tại đây, Benedicto đã viết một bộ luật tuyệt vời cho hội dòng Benedicto. Ngài dạy các đan sĩ của mình cầu nguyện và làm việc chăm chỉ. Đặc biệt, Benedicto dạy họ luôn sống khiêm tốn. Thánh Benedicto và các đan sĩ của ngài lúc ấy đã giúp đỡ người dân rất nhiều. Các ngài đã dạy họ tập đọc, tập viết, tập làm ruộng và kinh doanh nhiều nghề khác nhau. Thánh Benedicto đã làm được nhiều việc tốt vì ngài đã cầu nguyện không ngừng. Benedicto về trời ngày 21 tháng 3 năm 547. Đến năm 1966, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục tôn tặng Benedicto danh hiệu là Thánh Bổn Mạng của Âu Châu. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Benedicto cho chúng ta thấy rằng là trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta làm gì cũng mau vội, nói nhanh, ăn nhanh, fast food, du lịch nhanh, rồi cầu nguyện cũng muốn nhanh luôn. Đi lễ, chỗ nào cha nào làm lễ nhanh nhất thì nói là chỗ đó là cha đó hay nhất. Bài giảng hay nhất là bài giảng ngắn nhất. Không cần biết nội dung, không cần biết vị linh mục đó cử hành thánh lễ có sốt sáng hay không sốt sáng, miễn là nhanh là ăn tiền. Ê, mình đi lễ chỗ này hay lắm, tưởng hay cái gì, hay chỗ nào hay sao hay, nhanh lắm. Ngày thường có 15 phút, chủ nhật có 25 phút, nhanh. Vậy là họ thích thôi. Thưa anh chị em, như thử là tham dự thánh lễ là một việc trả nợ quỷ thần thôi, cho nó yên rồi còn đi chơi, cho nó xong bổn phận, chứ không có một chút yêu mến, không có một chút sốt sáng gì cả. Chúng ta lần hạt cũng nhanh luôn, cầu nguyện nhanh luôn, cho sớm, vì thay vì say sưa cảm mến từng lời kinh trong chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Những lời kinh mà mình đọc như là từ trong tâm hồn của mình, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ cả thế giới hoang mang hoảng sợ vì kẻ thù vô hình, biết ai không? Saddam Hussein, không phải Saddam Hussein thấy được nó mà. Hay là cái gì ông Kim Jong Un Bắc Triều Tiên, không phải luôn, vẫn thấy ông ấy mà. Hay là Bắc Kinh, không, kẻ thù đó to đùng, thấy nó ghê lắm. Ai đây, thưa anh chị em, đó là virus corona, kẻ thù vô hình, mình không thấy được, mình hoang mang, mình hoảng sợ, mình chỉ muốn tiêu diệt nhanh, diệt gọn. Làm sao tiêu diệt nhanh, làm sao diệt gọn được nếu không có vũ khí thích đáng với kẻ thù đó? Mà vũ khí thích đáng với kẻ thù đó phải là vũ khí vô hình. Mà vũ khí vô hình ấy mình phải lấy từ đấng quyền năng tối cao cũng vô hình là Thiên Chúa, mà Ngài cho mình thấy qua Đức Giêsu Kitô. Ngài chỉ cho mình thấy một phương thuốc hữu nghiệm nhất mà Benedicto đã sử dụng, đó là cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện sốt sắng. Đó là vũ khí tối thượng, đó là vũ khí độc nhất vô nhị, đó là vũ khí mà không một quyền lực thế gian nào, ngay cả ma quỷ Satan là kẻ thù vô hình cũng không thể chống đỡ được. Vì vũ khí vô hình ấy
made in Thiên Chúa, chứ không phải made in China hay là made in Hồng Kông hay là made in USA, mà là phát xuất từ chính Thiên Chúa. Cho nên thường đọc kinh, tham dự thánh lễ hoặc là đọc kinh thánh, chúng ta muốn đọc cho thật nhanh cho xong, thay vì chú tâm tới mỗi lời kinh thánh như là tiếng nói của Thiên Chúa, như là sức mạnh của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Thánh Benedicto đã cho mình thấy được quyền lực sức mạnh của việc nguyện ngẫm, suy gẫm lời Chúa thật sâu, thật đậm, thật tâm tình. Rồi trong cuộc đời của Benedicto, chúng ta thấy là có một người nghèo khó đến đan viện xin Chúa giàu, dù cho Ngài đã ra lệnh cho anh ta có giàu rồi, nhưng người giữ kho lệnh từ chối, không chịu cho giàu. Bởi vì trong nhà dòng chỉ còn một ít dầu thôi, bây giờ cho anh ta rồi thì nhà dòng lấy dầu đâu mà đốt. Cho nên người giữ kho không có mở cửa nhà kho để cho dầu theo lệnh của Benedicto. Tức giận vì sự thiếu tín thác vào Thiên Chúa, Thánh Benedicto thay vì la lối thì Ngài quỳ xuống cầu nguyện. Và khi Ngài cầu nguyện thì trong bình đựng dầu có tiếng sôi sùng sục. Các đan sĩ say sưa nhìn dầu đến từ Thiên Chúa dâng lên đầy cái bình đựng dầu, rồi trào ra nắp bình, khiến nắp bình bị đẩy ra và dầu tuôn đổ tràn xuống nền nhà. Thưa anh chị em, trong kinh nguyện của Thánh Benedicto, lòng chúng ta giống như một chiếc bình rỗng, các tư tưởng và những sự thôi thúc của trí tuệ. Chỉ có duy sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, mà ngày hôm nay chúng ta gọi là tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì lòng ta mới được đầy tràn. Việc làm rỗng lòng chúng ta như thế đem đến sự tốt lành sung mãn của Thiên Chúa, khiến cho nó sôi sùng sục trong lòng chúng ta. Trước hết 1, 2, 3 những cái gợi hứng, rồi sau đó là tình yêu mình dâng trào lên. Đấy, nếu mà lòng anh chị em mình, lòng chúng ta ngày hôm nay đầy tràn những ham hố, ham muốn quyền lực, danh vọng, chức tước, thì không có chỗ cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tín thác là làm rỗng không tâm hồn mình như là chiếc bình ra hết dầu, rồi tín thác cầu nguyện để tâm hồn mình tràn đầy dầu lửa lòng thương xót Chúa, để mình cảm thấy giữa một thế giới hoang mang lo sợ vì virus corona, vì cơm ăn áo mặc, vì hậu quả mà virus corona để lại về kinh tế, chính trị, xã hội đủ mọi mặt, bị suy thoái, bị suy sụp, rồi thậm chí suy đồi, thì chúng ta, những tông đồ của lòng thương xót Chúa, đổ đầy dầu lòng thương xót vào trong chiếc bình của mình, chiếc bình tín thác ấy. Mà Chúa nói rằng là ta trao cho con một chiếc bình mang tên là tín thác. Chiếc bình ấy, lòng tín thác ấy càng nhiều bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu, thì ơn phúc ta đổ xuống trên con càng đầy tràn bấy nhiêu. Bây giờ mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một vị thánh mừng kính vào ngày thứ hai 12 tháng 7, đó là Thánh Gioan Gobetto. 12 tháng 7, Thánh Gioan Gobetto. Thánh Gioan Gobetto sinh tại thành Florencia, nước Ý vào cuối thế kỷ thứ 10. Ngài và thân phụ đã phải choáng váng rụng rời khi nghe tin Hook là người em trai duy nhất của Gioan bị sát hại. Người gây ra án mạng được cho là bạn thân của Hook, bị thân phụ thúc giục và bị thúc đẩy bởi cơn nóng giận muốn trả thù cho người em trai duy nhất của mình là Gioan, là Hook. Gioan bắt đầu tìm cách để trả thù cho em trai mình. Gioan cảm thấy danh dự của mình tùy thuộc vào câu chuyện này.
vào ngày thứ sáu tuần thánh. Juan Gubetto đã giáp mặt với kẻ sát nhân trong một lối đi hẹp của thành phố. Juan rút gươm ra khỏi vỏ và bắt đầu xông vào tên giết người đã giết người em trai duy nhất của mình là Húc. Bây giờ kẻ giết Húc đã quỳ xuống dưới chân Juan. Anh làm dấu thánh giá trên mình và nhân danh tình yêu của Chúa Giêsu chịu tử hình trên thập giá, anh xin Gioan hãy tha thứ cho mình. Với một cố gắng lạ thường, thanh gươm rút ra khỏi vỏ đã sẵn sàng đâm chết kẻ giết em mình. Gioan đã hạ cây gươm xuống. Gioan ôm lấy kẻ thù, hôn người đã giết em của mình, rồi bỏ gươm, xỏ gươm vào vỏ, đi về cuối đường, không giết người đã giết em của mình nữa. Khi tới nhà thờ của một tu viện nọ, Gioan Gubetto đã bước vào và đến quỳ trước bức tượng Chúa chịu nạn. Gioan xin Chúa tha tội cho mình. Rồi một phép lạ đã xảy ra. Chúa Kitô trên thánh giá, Gioan đang cúi xuống để xin Chúa tha thứ cho mình, thì tượng Chúa Giêsu trên thánh giá, Chúa cúi đầu xuống chào Gioan Gubetto đang quỳ dưới chân mình. Dường như Chúa nói với Gioan rằng Chúa rất hài lòng vì hành động Gioan đã tha thứ cho kẻ thù. Lúc ấy Gioan Gubetto cũng cảm thấy rằng là tội của mình đã được thứ tha. Có một sự biến đổi lạ lùng bao trùm lấy Gioan Gubetto, khiến Gioan lập tức đi thẳng tới gặp vị bề trên của tu viện ấy và xin gia nhập vào cộng đoàn, xin đi tù. Khi thân phụ của Gioan nghe biết việc này, ông tức giận lắm vì ông luôn thôi thúc Gioan phải giết kẻ đã giết em của mình. Ông luôn luôn nuôi trong lòng cái mối thù đó. Và bây giờ không những là Gioan không giết mà còn đi tu nữa, thì ông tuyên bố là sẽ đốt cháy cái tu viện đó nếu mà con trai của ông không trở về. Sẽ đốt cháy cái tu viện đó. Ông là người có quyền, có tiền, có thế. Các tu sĩ lo lắng không biết phải làm gì bây giờ đây. Nghĩa là đuổi Gioan về. Mà không đuổi Gioan về thì coi chừng cả tu viện sẽ bị thân phụ của Gioan đốt cháy. Gioan Gubetto liền giải quyết vấn đề bằng cách là cắt tóc và mượn một bộ tu phục của một tu sĩ. Ngài mặc áo dòng và ra gặp thân phụ của mình. Người cha quá khâm phục và xúc động trước cử chỉ dấn thân của con mình đã tha cho Gioan và đồng ý cho Gioan ở lại trong tu viện để thực hiện lý tưởng tu trì của mình. Thánh Gioan Gubetto về sau lại muốn sống một cuộc đời khắc khổ hơn. Ngài đã ra đi và lập một hội dòng cho riêng mình. Thánh Gioan Gubetto là kiểu mẫu cho việc bắt chước lối sống giản dị của Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng hết lòng quan tâm tới những người nghèo khổ đến xin Ngài giúp đỡ tại cổng tu viện. Thiên Chúa đã ban cho Gioan Gubetto ơn làm phép lạ ngay lúc còn sống, làm được nhiều phép lạ và ơn hướng dẫn tâm hồn của người khác, định hướng cho những người khác hiểu, đọc được tư tưởng của họ, đọc được ý nghĩ và thấy rõ được tâm hồn của họ. Ngay cả Thánh Giáo Hoàng Leo thứ 9 cũng đến với Gioan Gubetto để xin lời khuyên bảo. Một vị giáo hoàng đến với một người rất là tầm thường như Gioan. Chúa là
Thánh Gioan Roberto về trời ngày 12 tháng 7 năm 1073. Đến năm 1193, thì Đức Thánh Cha Clemente thứ ba đã tôn phong Gioan Roberto lên bậc hiền thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cuộc sống của Gioan Roberto nhắc mỗi người rằng là trong cuộc sống của mình ít nhiều hoặc cũng có lúc mình đã có những kẻ thù, đúng không? Những kẻ đã làm hại mình, những kẻ nói xấu mình, những kẻ làm mất danh thơm tiếng tốt của mình, những kẻ lừa dối mình, những kẻ lừa gạt mình, những kẻ có khi họ chiếm mất người yêu của mình, chiếm mất gia tài của mình, hay là họ làm mình tán gia bại sản, vân vân. Mình nuôi trong lòng cái sự hận thù đó, cái vết thương lòng đó khó mà có thể hàn gắn lại được. Có khi ngay cả trong đời sống tu trì cũng có. Có khi vì sự ghen tức, ghen tị, mình bị người ta hại, bị người ta ganh tị, rồi người ta nói hành, nói xấu, rồi người ta làm mình bị oan ức, oan khiên, rồi bị bề trên hiểu lầm. Lúc đó mình tức lắm chứ thưa anh chị em, bản tính tự nhiên của con người mình mà, cũng chỉ muốn như Gioan là rút gươm ra để mà hạ sát, tiêu diệt người đã làm hại mình, kẻ thù mình. Nhưng mà đi theo Chúa Giêsu thì điều mà khó nhất đó là tha thứ và yêu thương. Tha thứ cho kẻ làm khốn mình, tha thứ cho kẻ thù mình, cầu nguyện cho người làm hại mình. Không những là tha cho họ mà còn cầu nguyện cho họ nữa. Đấy là đỉnh cao của lòng thương xót đấy. Chắc chắn trong đời sống gia đình, chắc chắn trong đời sống cộng đoàn, anh chị em sẽ gặp những người mà họ hại mình, những người mà ta tạm gọi là kẻ thù. Có khi mình không thù ghét họ, nhưng mà họ ghen, họ ghét, rồi họ đâm họ thù oán mình. Mình làm hơn họ, làm cho họ coi mình là kẻ thù. Mình nổi hơn họ, mình thu hút hơn họ, mình được nhiều người quý mến hơn họ, mình được dân chúng ủng hộ hơn họ, thì lòng ghen tức đã biến mình, lòng ghen tức của họ đã biến mình thành kẻ thù của họ. Rồi họ sẽ tìm mọi cách để ghét mình, hạ mình. Trong đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình đều có những trường hợp như thế. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhìn vào gương sáng của Thánh Gioan Roberto, với ơn của Chúa, không phải sức tự nhiên của con người. Lạy Chúa, xin cho con sức mạnh của Chúa, xin cho con cảm nhận được rằng con tội lỗi yếu đuối mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ cho con. Con đã loại trừ Chúa mà Chúa không loại trừ con. Chúa vẫn yêu thương, tha thứ và thương xót con. Từ cảm nhận, cảm nghiệm được lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa, con mới có thể xót thương và tha thứ cho anh em của con. Amen.
nhân loại, nhất là người tội lỗi. Cứu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, yêu thương và tha thứ, xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con. Cứu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Cứu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Lạy trái tim Cha đầy lòng từ bi, Cha bày tỏ tình thương, thương xót toàn thể nhân loại xin xót thương. Cứu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Cứu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Tuần 9 ngày cầu xin lòng thương xót. Ngày thứ 6 tuần thánh năm 1937, Chúa Giêsu truyền cho chị Faustina làm tuần 9 ngày trước lễ kính lòng thương xót Chúa, để cầu cho thế giới được hoán cải và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa đích thân chỉ định ý cầu nguyện cho từng ngày, cho mỗi hạng người. Ta ước mong con đem được nhiều linh hồn đến với nguồn lòng thương xót của ta trong 9 ngày này, để họ có thể kín múc được sức mạnh của nuôi bổ dưỡng và bất kỳ ân sủng cần thiết nào trong cuộc sống gian nan, nhất là trong giờ chết. Ngày thứ nhất, cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hôm nay, con hãy dâng lên ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Bằng cách đó, con đã an ủi ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bằng tình Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ, xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến niềm tin tha chúng con đặt vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong trái tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn này, vì tình yêu hợp nhất Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, thêm riêng những người tội lỗi khôn cùng đang nương mình trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Vì cuộc tư nạn đau thương của người, xin tỏ lòng thương xót chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng vô biên của lòng thương xót Cha đến muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì mọi lòng Chúa xót thương, không còn muôn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là dư dư. Con người hôm nay đang sống trong biển vòng lo âu, chúng con đến kêu cầu
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết Ngài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác và tình yêu quan phẩm của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Con quá yếu đuối, van xin Chúa chưa chấp nhận. Lòng tin con quá yếu đuối, cha về hoang mang lạc lối. Con vương vấn chân thế mà thôi, cầu xin Chúa chẳng thấy được ơn. Con chẳng ngán biết tin ai được. Lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa, qua mây mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn bên chồng, đẹp tươi mãi như một màu son. Tìm đâu cho thấy lối thoát, cầu lo suốt cả đêm trường. Cho thấy đôi mắt nhưng ngày con tim vẫn vương. Về bên Chúa là suối tình thương, về bên Chúa là chỗ tựa nương, nơi chính Chúa phúc ân thiên đường. Lòng thương xót Chúa.